Sáng nay, đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trước thời điểm các đại sứ Việt Nam lên đường công tác nhiệm kỳ, đồng thời mang theo kỳ vọng mở ra những kế hoạch phối hợp công tác trong thời gian tới, là cơ sở để hai bên thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thay mặt đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, ông Phạm Thanh Bình, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chân thành cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trong công tác tuyên truyền đối ngoại. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đại sứ Phạm Thanh Bình cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, VOV tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại nước ngoài, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong cái công tác của đối ngoại thì chúng ta hiện nay không phải chỉ là cái cầu nối, không phải chỉ là cái cần anten, mà chúng ta cũng các cơ quan đại diện, kể cả ngoại giao và các lực lượng khác, thì cũng phải là cái cơ quan, cái nơi mà triển khai cụ thể hóa tất cả các cái nhiệm vụ, yêu cầu đối ngoại và đem lại tất cả những cái tinh hoa nhất, những cái tốt đẹp nhất của bên ngoài để phục vụ cho cái công cuộc phát triển đất nước. Bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh, các vị đại sứ, tổng lãnh sự là những người mang sứ mệnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công tác đối ngoại, là cầu nối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhắc lại đường lối ngoại giao cây tre của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời khẳng định Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên vươn mình của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Đỗ Tiến Sĩ khẳng định VOV tiếp tục đóng vai trò cầu nối thông tin với bạn bè Nam Châu thông qua các loại hình truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ sớm và từ xa. Và chúng tôi thiết nghĩ là có hai lực lượng hết sức là quan trọng. Đó chính là những người làm công tác ngoại giao và đó chính là những người làm công tác truyền thông. Chúng tôi thì như cánh én qua cái sóng phát thanh, qua cái sóng truyền hình và qua các cái trang trên mạng xã hội thì để gửi tới đồng bào mình ở nước ngoài. Còn trong nước thì tất nhiên, rồi bạn bè quốc tế đang ở Việt Nam và các cái đại diện, các cái tổ chức quốc tế cũng đang ở Việt Nam. Và thông qua cái đó thì cũng là có những các cái thông điệp mang tính chất truyền thông để gửi gắm tới các cái hội kiều bào yêu nước, các cái tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài. Cho đến nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã xây dựng mạng lưới 13 cơ quan thường trú nước ngoài tại Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nga, Ai Cập, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Séc, Australia, Indonesia và gần đây nhất là Ấn Độ. Tại buổi gặp mặt, hai bên cũng nhất trí sẽ triển khai các kế hoạch thông tin đối ngoại nhằm quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.